Thank you.
Sao Bi quay đi làm gì ướt đấy? Đi nghỉ kiểu gì mà ướt thế này? Hả? Nhìn cái đâu đấy? Người ướt nhẹp luôn ấy. Làm chị thay đồ cho ông cản được. Bể bơi hả? Đi nghỉ bể bơi à? Trời ơi. Nào, nói xong đi. Chị mới lên lầu phơi đồ một xíu mà Bi đã bị cứng như này rồi. Thích bơi lắm hả? Hôm nào ấm thì bơi, hôm nào trời nắng ấm thì bơi nhé. Nghỉ kiểu gì? Ông ngoài này ướt lắm hả? Nắng ấm thì bơi. Ướt lắm rồi cả nó nghỉ lên. Từ từ rồi mặc quần áo. Đấy, xoa dầu cho ấm. Tại Bi nghỉ trước lại. Đây, mình xoa cho. Tắm điểm lại, xoa. Thôi, từ từ nhé. Tắm điểm lại, rồi xoa cho ấm. Xoa dầu cho ăn đây.
Làm này nhé. Sao giờ cho ấm? À, sao giờ cho ấm? Hãy bình. Thần sao không nghịch thế đâu nhé. Lúc này không được nghịch đâu. Bao giờ chị cho bơi thì bơi nhé. Giờ trời ấm thì mới bơi. Trời mưa không bơi. Này. Chơi rồi, đi đi đâu hết. Nè Nguyễn. Ơ xong đây. Thích à? Thích dầu. Nói như thế đủ ấm rồi, bị đóng đấy. Ăn áo à? Ra kia ăn nhé. Cắt đi. Good.